Alo. Ơ, bạn cũ à? Không đi họp lớp à? Tôi không rảnh. Này, đừng nói với tôi là cậu vẫn giận chuyện tôi cướp người yêu của cậu nhá. Người như anh ta, tôi cho không cậu đấy. Có gì mà phải tiếc, dù sao bây giờ tôi cũng có người yêu mới rồi. Thế thì cậu nhớ đi cùng bạn trai mới nhá. Đừng chỉ nói mồm thôi. Ui, người yêu cậu đẹp trai phết nhở? Tất nhiên là phải đẹp hơn người tôi đã bỏ đi, rồi cậu lại giành lấy. Thế anh làm nghề gì đấy? Anh là buôn bán đá quý. Cậu lại định giành người yêu của tôi một lần nữa à? Tôi chỉ sợ cậu nhìn nhầm người thôi. Trên đời này, tôi chỉ nhìn nhầm đúng một mình cậu. Sao cậu có vẻ gay gắt như thế nhở? Sao đâu chuyện cũ làm gì nữa? Ai lấy của tôi một ý, tôi sẽ trả lại 10. Cô nghĩ anh Minh anh là người giàu có nên là bỏ cả ba để đi theo anh ta. Nhưng cô nhầm rồi đấy. Hôm nay tôi tới đây là để thông báo với cô một tin, là tôi đã mua đất cả công ty rồi. Cô nói láo. Alo à? Cô đúng là sao trời, mình cứ mua công ty tôi rồi. Cô đi. Alo. Đừng đi. Alo, anh nói gì đấy? Đợi đã. Để tôi chuyển tiền nước sang cô. Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, cô ăn mặc kiểu gì đấy à? Đi ký kết hợp đồng ấy thì phải mặc váy ngắn lên trên đầu gối này thì hợp đồng mới thành công được. Nhưng mà em không quen ạ. Không quen ấy thì không cần phải làm nữa. Nhưng mà dự án này em đã chuẩn bị từ rất lâu rồi ạ. Không nói nhiều, chả được thích sự gì cả. Đi về đi. Về. Alo em à, em có cô em nào bốc lửa bùng cháy không? Ừ, có thư kêu anh đuổi về rồi, ăn nhà quê quá. Sao không có á? Ờ được rồi, để anh tính. Này anh, tôi mặc váy ngắn như thế này liệu có được chưa? Quá đi được đi chứ. Của em đọc qua đi. Em chỉ cần nhẹ nhàng mềm mỏng, tỏ ra yếu là được. Thành công anh thưởng cho. Không thành vấn đề. Chào anh. Em chào chủ tịch ạ. Anh là công ty Minh Hải đúng không? Hợp đồng lần này chúng ta không cần bàn nữa. Tại sao? Phụ nữ chúng tôi trang điểm vì tôn trọng, chứ không phải muốn dùng nhan sắc để câu dẫn người khác. Tiện khách. Mời anh. Anh ơi. Em làm sao vậy? Chị ạ, anh Cường chê hợp đồng của em tệ nên đuổi việc em rồi ạ. Đâu, chị xem nào. Đây ạ. Hợp đồng này làm rất tốt, rất logic, không có gì sai sót. Sao lại vậy? Để chị cầm bản hợp đồng này nhá. Vâng ạ. Anh có thèm đọc tài liệu của ta đâu. Mà vài bữa nữa ấy, cô ta cũng sinh con đẻ cái đến nơi rồi. Cũng đứa lớn tuổi rồi là bắt được cái gì. Vài bữa nữa anh cho cô ta nghỉ việc. Chú thấy anh chuẩn không? Anh đúng là người xếp tốt. Chị ông no 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 no. Ui. Chị, hôm nay chị đã đích thân đến đây cơ ạ. Tôi mang bản hợp đồng của Minh Vương sang cho cậu xem. Chị để em xem ạ. Bản hợp đồng này rất là logic. Đúng là chị là giỏi nhất đấy ạ. Tôi thấy là bản hợp đồng này vẫn có vấn đề. Có vấn đề gì đâu ạ? Tại vì bản hợp đồng này là của một người phụ nữ như tôi làm. Mà tôi rồi cũng sẽ già, đến tuổi lấy chồng, sinh con đẻ cái. Chị nói thế là sao? Em không hiểu ạ. Tôi nghĩ rằng cậu phải hiểu hơn ai hết đấy chứ. Đừng có giả bộ, cậu đến phòng hành chính và làm đơn nghỉ việc đi. Ok chị ơi, chị ơi. Chị ăn gì ạ? Em cho chị một bát bún như cũ nhá. Dạ vâng ạ. Ôi, anh! Đây có phải là con người yêu cũ của anh không? Ồ, đúng rồi này. Linh đấy hả em? Từ khi chia tay anh, em xa cơ đến cái mức mà phải đi ăn quán vỉa hè thế này cơ à? Không biết là cơn gió độc nào đã mang anh đến đây. Cô vẫn mạnh miệng gớm nhở? May mà ngày xưa anh bỏ nó sớm đấy. Không có khi bây giờ là phải ngồi đây ăn mấy cái món rẻ tiền này. Đúng rồi đấy. À, hay là bây giờ tôi có ý này. Bây giờ cô quỳ xuống chân tôi thì tôi cho cô tiền đi ăn quán nhà hàng. Sao? Tôi ăn quán vỉa hè, thế nên là tôi mới có tiền đi ô tô với cả mua nhà đấy. Không biết là bây giờ anh còn đi con xe mà ngày xưa tôi mua cho anh không nhỉ? Tôi định quên rồi, nhưng mà tiện gặp anh ở đây tôi hỏi luôn. 50 triệu mà khi chúng ta yêu nhau, bao giờ anh trả tôi? Tiền? Tiền nào? Ai mượn tiền của cô? Giới thiệu với là em, đây là Cường, bạn trai chị. Đây là Linh, em gái ruột của em đấy. Chào anh. Đây là cô, em gái là giám đốc của em đấy ạ. Vâng, anh ngồi xuống nói chuyện với cả em gái em nhá. Em vào pha nước đây. Nếu mà em thấy cô đơn quá thì em cứ bảo anh nhá. Anh nói thế là có ý gì ạ? Anh chỉ muốn giúp em thôi mà. Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng mà anh chỉ cần chăm sóc tốt cho chị gái của em, thế là được rồi ạ. Linh, sao em đánh Cường? Em không nhận đánh anh ta đâu. Mà còn đánh cả chị. Bao nhiêu lần em nói chị rồi, chị không tìm người tốt mà yêu. Em nói cái gì thế? Em đừng có mà tin lời cô ta. Cô ta bảo là anh chia tay em đi để yêu cô ta. Anh không đồng ý, cô ta mới tát anh lên này. Anh diễn kịch giỏi nhở. Ở trong nhà tôi có rất nhiều camera đấy. Còn ngồi đấy làm gì? Cút. Thì chuyện vừa nãy là thật. Thế em đã bao giờ em nói dối chị chưa? Chị chăm sóc em, em bảo vệ chị. Cảm ơn em nhé.
Linh, anh xin em đấy, anh cần tiền để cưới vợ, anh sẽ không bao giờ vay tiền em nữa. Anh về đi, từ nay em không cho anh vay tiền nữa đâu. Là anh em ruột với nhau mà mày tính toán như thế à? Từ bây giờ đừng nói em gì nữa. Em chửi anh thêm một chút nữa thôi, anh sắp xoay được tiền rồi, anh nhất định sẽ cưới em mà. Đừng mơ tưởng chuyện cưới tôi nữa, xóa rồi đi. Ôi kìa em, anh xin em đấy. Dạ. Trong này là 500 triệu, đã đủ để cho cô rời xa anh trai tôi chưa? Đường đường là một tập đoàn lớn, thế mà đưa có xíu tiền thế kia thôi á. Tôi dại gì mà tôi bỏ anh trai cô. Tôi sẽ lấy anh ấy để còn được thừa kế tài sản chứ. Nói cho cô biết luôn nhá, cô đừng nghĩ mình sẽ bỏ rút được của anh tôi một đồng nào cả. Tập đoàn của bố tôi đã giao lại cho tôi, thế nên ý, cô cầm lấy tiền và cút đi. Anh, mình về nhà thôi. Ừ. Trong giờ làm việc mà ăn quà vặt như thế này à? Như vậy còn gì là quy tắc nữa? Hôm nay cô ở lại dọn dẹp đi. Rõ ràng đang nghỉ trưa mà. Sản phẩm này có vẻ tốt, để tớ dùng thử xem. Ê này, giờ tôi thấy như kiểu sếp dí bà hay sao ấy. Ờ, tôi cũng thấy thế. Sếp đúng là chả bao giờ công bằng cái gì. Đã thế, còn thích chủ yếu nhân viên. Vậy à? Chủ tịch, nếu mà thấy không công bằng ấy, em nộp đơn xin nghỉ việc đi. Thực tập sinh ấy, ngoan ngoãn đi. Thảo mộc hỗ trợ cải thiện vóc dáng Silly là dành cho phụ nữ mà, đàn ông dùng làm gì? Em mua cho vợ em mà. Ai đời mà cũ dở thói bắt nạt ma mới. Trước khi em đòi công bằng cho ai thì em tự soi lại bản thân mình, xem có xứng đáng nhận sự công bằng đấy hay không nhá. Nếu mà lần sau em còn tiếp diễn như vậy, chị sẽ không bỏ qua nhẹ nhàng như vậy đâu. Dạ vâng ạ. Em chào chị ạ, ngày hôm nay em đến ký kết hợp đồng, em có chút quà em gửi chị ạ. Cậu về báo người khác đến, may ra tôi còn ký, còn cậu tôi không ký. Em có sai ở đâu chị, nhắc em để em sửa. Thật sự cậu muốn biết à? Anh Cường ạ. Này, cô làm cái gì mà lâu thế à? Nhớ cả việc của tôi rồi, đưa đây. Tại vì đường tắc mà anh đặt vội quá. Tắc tắc cái gì? Tắc bao nhiêu phút ấy, trừ bấy nhiêu tiền? Anh ơi, nhưng mà tôi đi ship rồi có mỗi mấy nghìn. Shipper như cô thiếu gì tiền? Mà có thiếu ấy, thì lấy cái khác bù ra, lo gì? Anh... Này, em gái mà có thiếu tiền thì cứ alo cho anh nhá. Mấy con mụ sếp chỉ cần nịnh cho tí quà, hợp đồng chắc tay ngay. Chị ơi, chắc là chị hiểu nhầm gì thôi, chứ em là không có ý đó đâu ạ. Một người sếp như tôi có vẻ là khó khăn hơn cậu nghĩ nhỉ. Cầm bản hợp đồng và quà của cậu về, đừng để tôi thấy cậu thêm một lần nào nữa. Nếu mà thấy, ngày đấy sẽ là ngày thất nghiệp của cậu đấy. Em là chị ạ? Chú Quán, chú Quán. Em đã nhỏ thôi, chứ quán người ta còn làm ăn. Đúng rồi. Anh chị cần gì ạ? Trong mắt mình của tôi lại có tóc này. Quán đang mất kiểu gì đấy? Khoan đã. What? Sao trong bát mì lại có viên xạ to như thế hả? Chủ quán. Sao nữa? Cậu đang thách thức chúng tôi phải không? Một là ăn hết đĩa mì này, hai là đóng cửa quán. Chọn đi.